Kênh Điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ đến vựa heo tí, loại giết mổ gia súc gia cầm ở thành phố Sóc Trăng để xem là ở đây mọi người đang sử dụng cái dòng kênh điện tử nào để cân thịt heo để giết mổ rồi anh chị nha. Và chính là cái dòng cân điện tử inox DIM8SS chống nước chống rỉ anh chị ạ. Và quan trọng hơn cả là nó kết nối không dây với cái màn hình LED đỏ ma trận treo tường như thế này đây. Và ở đây là lò giết mổ gia súc gia cầm tí đó, mua tới 2 cái lận. Và cân đứng bên nào thì nó nhảy số bên đó cho nó không có chéo nhau. Cho nên anh chị yên tâm là ở trong lò giết mổ gia súc gia cầm của mình á, mà cần nhiều cái cân thì nó cũng sẽ nhảy số riêng lẻ cho nó không chồng chéo với nhau đâu. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này đúng quá và mình cần sử dụng nó hay cần một cứu nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiện thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao kênh tận nơi đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.